bị đòi tiền dự án, Trung Quốc kêu gọi Malaysia hạ hỏa. Cách đó một ngày, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad xác nhận nước ông đã lấy lại 1 tỷ ringgit 244 triệu USD từ tài khoản ngân hàng của công ty đường ống dẫn dầu Trung Quốc CPP, công ty con trực thuộc tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc CNPC. Lý do ông Mahathir đưa ra là CPP chưa hoàn thành dự án như đã được thanh toán. Malaysia được quyền đòi lại tiền vì hơn 80% chi phí đã được thanh toán nhưng chỉ có 13% khối lượng công việc hoàn thành. Tôi không hiểu tại sao người Trung Quốc sẽ cảm thấy không vui vì điều đó, bởi chúng tôi không lấy lại tiền cho công việc họ đã làm. Chúng tôi chỉ lấy lại tiền cho công việc mà họ không thực hiện. Ông Mahathir lập luận. Hôm 16/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói rằng dự án do CPP tiếp quản đã được thực hiện theo hợp đồng. Ông Cảnh cho biết đối với các vấn đề phát sinh trong quá trình hợp tác, hai bên nên giải quyết thông qua bàn bạc thân thiện. Hai nước đang có mối quan hệ hợp tác thân thiện lâu dài. Bắc Kinh tự tin hợp tác với Malaysia để tăng cường hơn nữa mối quan hệ kinh tế và thương mại, ông Cảnh nói thêm. Cả CPP và CNPC đều không bình luận khi được liên hệ hôm 16/7. Kể từ khi lên nắm quyền sau chiến thắng lịch sử vào năm ngoái, ông Mahathir đã cho xem xét lại các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn sau khi chứng kiến nợ quốc gia tăng vọt. Tình trạng này bị đổ lỗi cho nạn tham nhũng dưới thời chính quyền của cựu thủ tướng Najib Razak. Malaysia đã đình chỉ hai dự án đường ống dẫn dầu, một ở bán đảo Malaysia và một trên đảo Borneo, cùng một tuyến đường sắt lớn nối liền bờ biển phía tây nước này với các bang nông thôn ở phía đông. Ba dự án do Trung Quốc hậu thuẫn là một phần của sáng kiến vành đai và con đường. Tháng 4 vừa qua, Malaysia cho phép nối lại dự án đường sắt sau khi nhà thầu Trung Quốc cắt giảm chi phí xây dựng mùng 1 tháng 3 xuống còn 44 tỷ ringgit 10,69 tỷ USD. Chính quyền của ông Mahathir cũng đang điều tra xem liệu ông Najib có sử dụng bất kỳ khoản tiền nào trong các dự án do Trung Quốc tài trợ để trả các khoản nợ của quỹ đầu tư nhà nước 1MDB hay không. Theo Phạm Nghĩa, người lao động, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.